Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức. Thì hôm nay mình làm cái video này, các bạn cũng lại ngạc nhiên là cái vị luật sư của Gia Nguyễn cũng lại dúng tay vào và cũng lại đổ vạ cho Thúy Nga và đổ vạ những cái gì và nói những cái gì. Mong các bạn xem hết video các bạn sẽ hiểu nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì cái vị luật sư của Gia Nguyễn lộ diện đáp trả Thúy Nga, cắt ID, còn dọa cho mẹ Kim Ngân lên thớt. Kinh chưa? Cho mẹ Kim Ngân lên thớt. Đấy, cháu chắc đấy. Cháu chắc gì mà dùng cái vị luật sư này nó đi là dọa dẫm tất cả mọi người luôn đấy. Nào cả Thúy Nga, nào cả cô, là cả dì của mình nữa. Như trước đó, vì không mua được nhà cho Kim Ngân nên Gia Nguyễn và ông áo vàng đã vu vạ cho Thúy Nga là cắt ID của Kim Ngân. Vì lẽ đó Thúy Nga đã phải lên tiếng gọi tên cô Hương và nói rằng cô Hương nghĩ sao, bọn chúng hết vu cho con cắt tóc Kim Ngân, giờ lại đổ tội cắt ID của chị ấy. Trước động thái này của Kim Ngân của Thúy Nga thì luật sư của Gia Nguyễn đã lên tiếng đáp trả. Thúy Nga thậm chí người này đáp trả Thúy Nga thậm chí người này còn dọa cho cô Hương lên thớt. Cụ thể như luật sư của Gia Nguyễn viết Thúy Nga đang gắp lửa bỏ tay người, rồi ăn vạ, rồi khóc than kêu oan và tự bào chữa là Thúy Nga vô tội. Thúy Nga nói chị không tự tay cắt phá ID của Kim Ngân, nhưng Thúy Nga trả ID cho gia đình và yêu cầu họ cắt bỏ ID, Thúy Nga không cho họ có đủ thời gian để thay đổi địa chỉ. Trong khi đó Thúy Nga biết rõ việc làm giấy tờ cho Kim Ngân rất khó khăn, thủ tục đổi địa chỉ cũng phải cần một khoảng thời gian. Đó là lời luật sư của Gia Nguyễn nói. Thì tất nhiên là đổi địa chỉ thì cần thời gian, thế làm sao mà Thúy Nga bắt lập tức được? Cái này chắc là mình không tin. Cái này chắc là lại buộc tội đấy, chứ làm sao mà Thúy Nga bắt ngay được, cắt ngay hay gì, là phải còn phải trông vào cái cơ quan hộ khẩu, quản lý hộ khẩu người ta cắt chứ làm sao mà mình bắt ngay được. Mà đi cắt thì có khó đâu, tiếng là xong có gì đâu, thay đổi địa chỉ rất đơn giản, không có gì khó cả. Rất khó khăn, thủ tục đổi địa chỉ cũng phải cần một khoảng thời gian. Đó là lời luật sư của Gia Nguyễn nói. Bây giờ chưa xác thực Thúy Nga có yêu cầu cắt ID cũng là điều nên làm. Đấy nhá, bây giờ chưa xác thực nhá. Thúy Nga yêu cầu cắt ID cũng là điều nên làm, bởi vì người không ở cùng nữa rồi thì địa chỉ thì nhung nhằng với nhau làm gì, đúng không? Vì không còn liên quan đến nhau nữa. Đây là lời yêu cầu của Gia Nguyễn thì tại sao phải dính đến nhà địa chỉ làm gì, đúng rồi. Và nếu Kim Ngân có chuyện gì thì ai có chuyện gì mà địa chỉ của Kim Ngân lại là địa chỉ Thúy Nga. Đó là luật sư của Gia Nguyễn trong dịp này. Đúng là chỉ mình biết cái liền từ tì đây mà cả nhà đọc không hiểu cái câu nào. Nên là đây là Thúy Nga nói này, cái trong cái dịp này đúng là chỉ biết bảo vệ thân chủ của một cách bất hợp pháp, một cách bất chấp. Luật sư của Gia Nguyễn nói rằng Thúy Nga biết việc thay đổi địa chỉ là thay đổi địa chỉ cho Kim Ngân lại là của Thúy Nga mà không phải
Thay đổi địa chỉ là Kim Ngân, nay lại là của Thúy Nga mà không phải là của Gia Nguyễn, vị luật sư. Của Gia Nguyễn. Gia Nguyễn thì đúng rồi. Thì phải bây giờ về nhà Gia Nguyễn ở rồi thì phải là địa chỉ của Gia Nguyễn chứ, nhùng nhằng đến đến địa chỉ của Thúy Nga làm gì, đúng không? Thúy Nga nói mẹ Kim Ngân giao trách nhiệm cho Thúy Nga thì Thúy Nga phải có trách nhiệm với giấy tờ đó là điều đương nhiên. Còn sư cô đâu có giúp Kim Ngân hàng ngày đâu. Kim Ngân mới ở chùa có 5 ngày đã chạy mất. Đã chạy mất, tại sao phải đưa giấy tờ của Kim Ngân cho sư cô? Luật sư của Gia Nguyễn còn chỉ trích Thúy Nga bắt ép gia đình không được dùng ID có địa chỉ của Thúy Nga. Bởi vì làm sao? Thúy Nga ăn ở hết tình hết nghĩa nhưng mà bát nước đầy cứ hất đi thì nó cũng phải thế thôi. Một bên người ta tốt nhưng mà không biết người ta tốt thì người ta cũng phải thế thôi, đúng không? Người ta không ngu mãi được. Cái gì đây? Gia Nguyễn còn chỉ trích Thúy Nga bắt ép gia đình không được dùng ID có địa chỉ của Thúy Nga. Và Thúy Nga mất Kim Ngân rồi. Đây là Gia Nguyễn này, và bên luật sư nói này, Thúy Nga mất Kim Kim Ngân rồi, không còn lợi dụng Kim Ngân nữa nên Thúy Nga muốn đạp đổ. Trời ơi, đạp đổ hết, phá bỏ hết tất cả những gì có lợi cho Kim Ngân. Thúy Nga luôn nói I love Kim Ngân, I love Kim Ngân. Thúy Nga luôn cho mình là người thiện nguyện. Luật sư còn nói thêm Thúy Nga tự tôn mình là vị Bồ Tát. Mình chưa nghe thấy Thúy Nga tự tôn mình là vị Bồ Tát bao giờ cả. Toàn khán giả nói Thúy Nga nói bao giờ đâu, mà chính luật sư của Gia Nguyễn này là gắp lửa bỏ tay người, bỏ tay Thúy Nga chứ không phải là Thúy Nga gắp lửa bỏ tay người khác nha. Vị Bồ Tát, Thúy Nga bấm hết bình luận mình là Bồ Tát. Nhưng Thúy Nga lại không làm được việc một người tối thiểu, đó là yêu thương. Trời ơi, đồng đồng loại giang tay ra giúp đỡ một người khác, đó là người bệnh thần kinh như Kim Kim Ngân, một người vô gia cư đã mất hết, không còn gì, trong tay chỉ còn ID duy nhất. Trời ơi, chính vì thế Thúy Nga nó mới đứng ra nó giúp đỡ. Trời ơi, không hiểu được mọi người hiểu cái gì. Thì nó chính vì thế nó mới ra nó giúp đỡ thì hất hết cả cái công của nó đi còn kể nể cái gì nữa. Thúy Nga không cho gia đình thời gian mà ép buộc phải cắt ngay. Vứt bỏ nó đi và thay đổi tính của Thúy Nga và thay đổi tính của Thúy Nga chắc sau sai lầm này luật sư phải đi hỏi Gia Nguyễn là người ép Thúy Nga phải là việc nguy hiểm. Đó lên Thúy Nga dạy đồ đi làm nên Thúy Nga đạp đổ thì làm ngay. Sau khi Gia Nguyễn
sau khi Kim Ngân xa Thúy Nga rồi, chứ không phải chờ đợi thời gian sau khi chính Gia Nguyễn ép Thúy Nga làm việc đó. Nếu Thúy Nga muốn đạp đổ thì đã làm từ ngày Kim Ngân rời đi rồi, chứ không chờ từng ấy thời gian. Gia Nguyễn luôn nói cho Thúy Nga đi tù và nói rằng khép lại câu chuyện với Kim Ngân đi. Đấy, cả nhà thấy không? Người ta vừa ăn cướp vừa la làng nhỉ, vừa nói xong người này gắp nửa bỏ tay người khác, xong người lại đổ cho người ta gắp nửa bỏ tay người khác. Rất là khó hiểu. Đấy là luật sư của Gia Nguyễn cũng lại lên tiếng, lại cũng lại trách Thúy Nga. Đúng là họ có bè có cánh giỏi thật. Ok, video đến đây là hết nhé, mong các bạn ủng hộ nhé. Bye bye.